Chào cả nhà, hôm nay mới có hàng độc đẹp lạ về nên mình chia sẻ video cho cả nhà cùng coi. Cả nhà có biết đây là cây gì không ạ? Cây này á thì mình nghĩ có người biết và cũng có người chưa biết. Về những ai mà đã biết về cây này thì sẽ rất là ấn tượng bởi cái hương vị của cái trái ha. Đây là trái lý nha cả nhà. Đó, trái lý đây. Trái lý khi mà chín ha thì nó chuyển qua một cái màu vàng mà hồng hồng phớt hồng, và nó tỏ là mùi rất là thơm, ăn thì có vị ngọt. Cây lý này thì đang có hoa và trái, hàng mới về nên về cũng rất là nhiều, nhưng mà chỉ có một số cây là tán đẹp rồi đang hoa đang trái, thì mình chia sẻ cho mọi người. Nếu mà ai thấy thích nhanh tay thì mình sẽ chọn cho được cây đẹp ha. Đó. Và nhiều cả nhà, nhưng mà cây mà đang có hoa có trái trên cây á thì không có nhiều, có một ít cây thôi. Luôn luôn ưu tiên những ai tới sớm. Cây này chúng ta hoàn toàn có thể trồng chậu nha. Trồng chậu vẫn cho trái tốt, hoặc là trồng ra đất thì cây sẽ cho nhiều trái hơn. Cây phù hợp để chúng ta có thể làm bóng mát cho sân vườn và đồng thời có trái để gia đình mình thưởng thức. Thì cái cây lý này á, cái lá nó đặc biệt rất là xanh mướt và bóng bẩy. Rồi hôm nay chia sẻ chút xíu cho cả nhà coi, và chào tạm biệt cả nhà nhé.